Rồi thì mới nói tới hai câu rằng là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến bất lập tri tức tánh niết bàn. Con xin bác hãy giải nghĩa chúng con hai câu đó ạ. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, thấy và biết. Mà mình theo cái thấy biết rồi mà phân tích thì nó đi theo cái luân hồi gọi là vô minh. Gốc của vô minh, chữ bổn là cái gốc. Còn thấy biết, tri kiến bất lập tri, thấy biết đừng có phân biệt thấy biết. Đức là cái tánh thanh tịnh là niết bàn. Muốn vô thế giới này mà sống trong niết bàn thì đừng có phân biệt, lo công đức về. Còn nếu mà con vô thế giới này mà con thấy cái gì con cũng con phân biệt hết, cho con cũng ham muốn, thì nó kéo con đi luân hồi. Giờ bác nói cho nghe, con vô cái cửa hàng coi, thấy xe này nó đẹp quá. Thấy gì? Thấy gì xe, biết nó xe thôi. Đẹp quá, muốn mua, muốn sở hữu cái mình. Rồi bây giờ là tiền đâu mua? Có tiền đi, ví dụ con có tiền con mua kéo ra. Mới ra kia cái quẹo ra thằng kia đụng một cái rầm. Rồi sao? Nó tan banh mẹ cái xe. Rồi con có buồn không? Có bị nhân quả không? Buồn. Nếu mà con không có cái chiếc xe làm sao nó đụng con? Thấy không? Nó là nguyên tắc này, bởi vì nó dính vật lý. Vì thế mà ông Phật á, ông Phật ông nói là vô thế giới vật lý này mà muốn trở về Phật giới vô mượn công đức phải hiểu cái này nè. Đầu tiên vô để mượn thân tánh người tạo công đức chứ không phải vô đây mượn để làm cái gì. Chứ không phải là muốn vô cửa, vô để tạo nhà cửa ruộng vườn ai vậy. Không nhớ lại cái chuyện mà mình tạo công đức về. Mà muốn nhớ là vô đây trời ơi thấy nhà đẹp mê, ruộng vườn nhiều khoái. Đó, nó dính vào cái chỗ này cái bắt đầu là gây lộn với người ta làm sao con về. Phải dính không? Dính nhân quả. Dính nhân quả bình thường không nói, mà nó dính nhân quả về pháp luật nó nhốt con rồi sao rồi đời nào để ra nữa. Đó, mình phải hiểu cái này nè. Tu đạo Phật thì phải hiểu cái cơ bản. Tánh Phật vô đây để làm cái gì? Rồi tánh Phật làm sao đi ra? Ở trong này thì đừng có chửi lộn ngoài á, đừng có khoe khoang anh pha người ta. Tôi nói thiệt vô đây anh tu mình không biết thì bởi bước Đức Phật ông nói vô thế giới này mà tu là bị nhân quả, còn phải nhớ cái câu này, vô tu là bị nhân quả. Ví dụ ông tu thành A La Hán, thánh A La Hán, anh phải hoạt động theo cơ chế của thánh A La Hán. Còn anh tu anh lừa gạt hay làm qua báo thì phải nhập vô trong cái cây, ở trong cái cây đó chừng nào trả nhân quả thì ông thần dẫn đi trả nhân quả. Còn anh không chịu trả nhân quả, tôi không làm qua báo, rồi mày không qua báo xuống địa ngục. Thấy không? Giống như ở thế gian con vi phạm cái gì đó, nhà nước phạt con 10 triệu. Rồi còn đóng thì thôi trả hết 10 triệu con có khỏe, tôi không thở, tôi không chịu. Mày không chịu phải không? Vô khá mà ở còn. Có vậy thôi. Mày không chịu, mày không chịu trả, người là qua báo thì vô khám mày ở. Mày ở đủ trả hết 10 năm mày ra. Lực nhân quả và lực thế gian không khác. Tu, mục đích tu là được cái gì? Tu thành Phật là nên nhớ là dẹp bỏ những cái gì mà thế gian nó ràng buộc mình. Muốn tu thành Phật mà, tôi tu vô đây tôi tạo công đức tôi về. Còn tu muốn làm cái này làm cái kia thì bị nhân quả đó. Nhân quả như thế nào? Chú nói một con khi diễn 10 con sẽ hiểu. Đúng không? Ông Phật nói đúng không? Anh tu là bị nhân quả đó. Thí dụ anh tu anh thành ông thần thì phải làm việc theo ông thần. Tu thánh làm việc theo thánh. Còn bây giờ tôi không tu, tôi vô đây làm gì? Tôi nếu mà tôi ở trong gia, tôi ở trong gia tộc tôi cứ luân hồi trong gia tộc hoài, đợi cái ngày mà ông Phật cho công bố pháp môn ra, tôi ra tôi học, tôi dễ về, tôi không tu vậy đó. Thiền tông tuyệt đối cấm tu. Nên nhớ là thiền tông không tu nha, tu là bị nhân quả. Thiền tông tu học biết hành cho đúng về. Đơn giản, không cần cái gì hết. Nó có phải hiểu vậy đi. Con tu thiền tông mà con các cơ sở lớn
thì con chết, con dính vô rồi. Trừ cái chỗ nó có cái nhiệm vụ công bố ra thì nó phải để lại cái di tích. Vì thế mà cái thiền tông nó không được, không được phát triển nha. Nên nhớ là thiền tông không được phát triển. Cái thứ hai, thế giới này là một tiếng nói thì Đông Tây Nam Bắc đều nghe hết, thì không cần cái thứ hai. Thứ hai, nếu anh có cái thứ hai là anh bị dính rồi đó, bị dính nhân quả rồi. Rồi làm sao trở về? Thứ hai, anh có lặp lại đúng là cái lời của người ta nói không? Thứ hai, tam sao thất bổn. Thứ hai, thứ ba là nói tầm bậy rồi. Đó, thì nó nói tầm bậy là nhân quả, còn siêu nhân quả luôn. Phải hiểu cho biết rằng cái thiền tông nó rất đơn giản nhưng mà khó, cực kỳ khó tu. Nhưng ở trong nhân dân có nói là đơn giản mà cực kỳ khó tu, không phải đơn giản đâu. 100 người tu, 1-2 người thành công thôi còn không chịu, mà nó dính nhiện nhân quả hết. Đó, rồi con hỏi tiếp.